phát hiện thêm điểm bán hàng nhái thương hiệu xa xỉ. Tối nay, mùng 4 tháng 11, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này tiếp tục tạm giữ hơn 1.900 đơn vị sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Gucci, Dior. Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Khánh Hồng Linh trình bày toàn bộ hàng hóa nêu trên do ông làm chủ sở hữu, được mua trôi nổi trên thị trường trong nước. Khi mua không có hóa đơn chứng từ, không rõ họ tên đầy đủ, số điện thoại và địa chỉ cụ thể của người bán. Hàng hóa mới mua về trưng bày để bán nhưng chưa bán thì bị kiểm tra, tạm giữ. Sau khi thủ phủ hàng giả, hàng nhái tại trung tâm thương mại Sài Gòn Square vừa bị đột kích và đang xử lý, thì chiều ngày 3 tháng 11, đội quản lý thị trường số 3 trực thuộc Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đội 7 PC03, công an thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của điểm kinh doanh và chứa trữ hàng hóa Nhật C68 tại cửa hàng nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, do ông Nguyễn Khánh Hồng Linh sinh năm 1993 là chủ kinh doanh. Cơ quan chức năng phát hiện 1.903 đơn vị sản phẩm áo, giày, dép, túi xách chưa qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ. Theo Cục Quản lý Thị trường Thành phố, những sản phẩm này được gắn dưới các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Gucci, Dior, và được cơ quan quản lý thị trường nhận định là có dấu hiệu giả mạo những nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa là gần 200 triệu đồng. Hiện Cục Quản lý Thị trường Thành phố đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm theo quy định để tiếp tục xác minh, làm rõ. L. Hoàng.